Nhà đất Minh Tiến Thì Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì đây là một căn nhà ngày hôm nay cần bán nha anh chị. Nhà này là nhà dân, người ta đang ở nhưng mà kẹt tiền nên bán. Còn đây là đường trước nhà của mình, sẽ là đường bê tông 3m nha anh chị. Đường này thì ô tô mình vào được ha. Xung quanh đây anh chị nhìn thấy á, là nhà dân san sát nhau luôn nha anh chị. Địa chỉ của căn nhà của mình nằm ở là ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Và diện tích nhà của mình là ngang 5 dài 18,5, tổng diện tích là 92,5 m², full thổ cư, sổ hồng riêng và hướng là hướng đông bắc nha anh chị. Diện tích ngang 5m dài 18,5 cho nên là anh chị thấy rất là rộng ha. Đây là cái khoảng sân cũng như là cái phòng khách của mình nè anh chị. Đó. Phòng khách của mình cũng khá là rộng rãi nha anh chị. Và phía dưới là mình sẽ có thêm hai phòng ngủ nữa nha anh chị. Từ nhà của mình á, mà mình ra đường lộ nhựa anh chị chỉ có là 300m thôi. Ra chợ Mỹ Phong là 700m, ra chợ Gò Cát là 600m. Về nội ô thành phố Mỹ Tho là tầm khoảng 1,5 km thôi nha anh chị. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên của nhà mình ha. Đó, đây là cái phòng ngủ thứ hai của nhà mình nè anh chị. Và anh chị nhìn thấy nhà cũng còn khá là mới ha. Đó, có ở trên là mình có lớp la phong sẵn rồi. Và nhà này là full thổ cư 100% nha anh chị, cho nên là anh chị cứ an tâm mình mua về mình sử dụng lâu dài ha. Phía dưới này là sẽ có là nhà tắm toilet cũng như là phòng bếp dưới này nha anh chị, khá là rộng rãi luôn. Và giá của căn nhà này đó anh chị là 950 triệu nha anh chị, đã giảm sâu rồi. Lúc trước là kêu 1 tỷ và chủ đã giảm giá còn là 950 để bán lẹ cho mình ha. Và sẽ thuê bao thuê phí giấy tờ cho mình luôn, mình không có cần phát sinh thêm chi phí nữa. Với giá 950 triệu này á, so với giá thị trường á, thì căn nhà này cũng khá là rẻ nha anh chị. Quan trọng nhất là nhà của mình nằm trong cái khu dân cư. Đó, cho nên là giá trị nó sẽ có nha anh chị. Thứ nhất là nằm trong khu dân cư đông đúc. Cái thứ hai nữa là diện tích nhà cũng khá là rộng rãi. Và nhà này là nhà dân cho nên là người ta xây khá là kiên cố nha anh chị. Bây giờ mình cầm khoảng 200-300 triệu là không bao giờ xây được căn này đâu anh chị ơi. Đó, nội giá đất ở đây là cũng khoảng là 600-700 rồi. Mà cái nhà này chất lượng khá là cao nha anh chị. Tại nhà dân người ta xây ở á, nói chung là vì vấn đề tài chính nên người ta mới đành lòng bán lại thôi. Đó, phía trước sân này rất là rộng luôn. Và đường trước nhà là đường 3m nha anh chị. Đường này thì ô tô mình vào được ha. Dân cư đông đúc luôn. Giá cực kỳ tốt, còn có 950 thôi nha anh chị.